Bài số 3, bất chấp bất quên cái nát số 3 đúng không? Tấm thật bài số 3. Mình học bài số 3. Bài số 3, trang 8. Trang số 8 đúng rồi. Bữa nay mình học 2 bài nữa. Ở trong cái bài này thì tôi sẽ đọc bài này tại tháng một thời cái tôn trú ở sáu thứ tại cái đó đó khu vườn của ông anh đã có mình biết cái giờ cái tôn mà quan sát pháp bất thiện của mình được từ diệm và các pháp thiện của mình được tu tập làm cho tăng trưởng. Rồi thế tôn sau khi biết các pháp bất thiện của mình đã được diệm từ diệm các pháp thiện của mình được tu tập được làm cho sung mãn, ngay trong lúc ấy ngài đã lên cảm hứng này: trước có nay không có, trước không có nay có, đã không sẽ và sẽ không, và mãi và na thì không có. Ở trong cái bài học hôm nay thì Đức Phật nói trước có sau không có, trước không có sau có, thì chúng ta hiểu rằng trước đó còn tiền não, nghĩa là còn người kiết sử cũng được, hay là nói về thập nhị duyên còn ba phiền não là ái phủ và vô minh, còn nghiệp phủ và hành để luân hồi sau đó không có nữa, có nghĩa là không có nhân để luân hồi. Hoặc là nếu chúng ta là người học thiền pháp thì chúng ta biết trước có nay không có, có nghĩa là trước đó có 12 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, sau đó không có, không có 12 tâm bất thiện này. Và coi như là 12 tâm bất thiện và 14 sở hữu bất thiện. Và những cái sở hữu này đó là đối với chúng sanh, đối với chúng ta thì đã có từ vô lượng kiếp luân hồi, và trước có bây giờ cũng có. Nhưng mà đối với Đức Phật thì trước đó có, nhưng mà sau đó thì không có. Trước đó không có mà sau đó có. Thì chúng ta phải kể đến những cái tâm mà những cái tâm tâm tố, ví dụ tâm đi sinh tiếu, tám tâm tố nghiệp giới, chín tâm tố đáo đài, hoặc là bốn cái tâm siêu thế trước nó không có nhưng mà sau đó là có. Và những cái tâm sở tình thảo như là 25 tâm sở tình thảo, đó là trước đó thì nó không có trong tâm đạo hay là không có trong tâm tố, bây giờ đã có. Thì nó có như vậy thì Đức Phật thì muốn nói đến cái vấn đề mà cái nhân quả chúng ta luân hồi, hay là trước đó chúng ta có phiền não nhưng mà sau đó trở thành bậc thánh thì cái phiền não nó được diệt từ từ, như là chúng ta trở thành vị thánh của đường quần, chúng ta diệt được bốn tâm tham hoặc tà, hai tâm tham hoặc tà, hai tâm hoặc tà và tâm si hoài nghi, si hoài nghi. Nếu mà chúng ta trở thành vị thánh tu được quần thì những cái tâm bất thiện nó sẽ được diệt trừ, thì đó cũng gọi là trước có và sau không có. Hay là chúng ta diệt trừ thêm dục ái và sân nhé, thì chúng ta sẽ diệt được hai tâm sân này. Chúng ta làm cho những cái tâm sở bất thiện này như là sân tật tận thối sẽ không có, hoặc là chúng ta sẽ làm cho sở hữu hoài nghi không có. Còn cái sở hữu tham, tham này thì với ngã mạn này thì có bị a la hán thì chúng ta phải diệt được. Còn những sở hữu si này là vô minh thì tới bị a la hán mới diệt được. Phóng dật thì cũng vậy, nhưng mà vô tạp vô quý thì bị tu được quên thì trừ được. Thì căn cứ vào đó để chúng ta thấy rằng Đức Phật là một cái bậc đã chứng đắc đạo quả, nên cái gì mà ngài nói đó không phải vì một cái sự khen chê hay là tốt xấu hay được lợi mất lợi, được tranh bất tranh, được quyền bất quyền, khen và chê không phải như vậy. Và các Đức Phật ngài nói là sự thật, nên có nhiều khi chúng ta cũng nghe thông tin Đức Phật ngài nói rằng có những điều đó mà chúng sanh rất là muốn nghe nhưng Đức Phật ngài không muốn nói, có những điều chúng sanh rất không muốn nghe nhưng Đức Phật ngài khéo nói. Nói về khổ, nói về vô ngã thì chúng sanh rất là khó mà không muốn nghe, nhưng Đức Phật ngày khéo tùy theo lúc mà ngài có thể nói.
Còn đối với những cái chúng sanh thích, ví dụ mình nói về phước sanh về cõi người, sanh về với trời, sanh làm người đẹp, về dung sắc rồi giàu sang của cải tài sản, danh lợi, địa vị, quyền lực, thì chúng ta rất là thích nghe những điều đó. Thì Đức Phật ngày nãy tùy lúc mà ngày nói, chứ không phải là lúc nào thì cũng nói vấn đề đó. Thì cái bài học hôm nay đó, thì cái bài học đầu đó nó có thể như vậy thôi. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì quý vị hỏi thêm. Cái bài học thì chỉ nói trước có sao không có, nhưng mà thật sự ra thì nếu mà trình bày một cái bài học này không thì nó cũng cả ngày, cả một ngày, hai ngày cũng trình bày không hết. Nhưng mà nếu mà nói về tóm tắt đó, thì sư chỉ nói đến vấn đề đó. Nếu mà chúng ta hiểu đến tứ đế đó, thì khổ đế và tập đế là trước nó có, nhưng mà sau đó tập đế không có. Tập đế là tham, thủ, vô minh. Chúng ta có thể hiểu như vậy. Thì trước đó không có đó, và sau đó có, đó là đạo đế, niết bàn và diệt đế. Thì trước đó còn ngày chưa có được viên tịch niết bàn, và ngày cũng phải luân hồi, dù kiếp này là kiếp cuối cùng, nhưng mà đó là trước không có, nhưng mà sau có. Cũng hay chúng ta nói về bát chánh đạo cũng vậy. Bát chánh đạo là trước đó ngày không có, nhưng mà sau đó ngày có. Hay là nói về 37 phong bồ đề trợ đạo, từ tứ niệm xứ, tứ niệm cần, tứ niệm tốt ngũ căn ngũ lực tất nhất chi hay bát chánh đạo đó, thì lúc trước nó có thể là những pháp thì không có hoặc là có nhưng mà không đồng loạt, và sau đó thì có đầy đủ hết. Hay là trước đó có những cái mà như là hai quyền đó, dĩ chi quyền, dĩ chi quyền, dĩ phụ chi quyền đó, là gọi là vị a la hán đó, thì ba quyền sau đó có thể là trước đó không có nhưng mà sau đó có. Còn nhãn quyền, nhĩ quyền thì chúng ta kiếp nào chúng ta cũng có. Đến lúc thành Phật A-la-hán rồi thì mắt, tay vẫn có, gọi chung là ngũ quẩn. Và sau đó thì ngũ quẩn nó diệt trừ rồi thì ngũ quẩn không có tái sanh trong tương lai nữa. Rồi, cái bài học đó chúng ta học như vậy. Còn cái bài học này thì nó dài. Nhưng cái bài học này nếu mà sư trình bày để tiếp nối bài học trước cũng vẫn được. Một thời Thế Tôn trú ở Sa-vát-thi tại kê tá quán nát khi khu vườn của ông nói tham nhung những chiếc tết ví dụ số đông các ngoại đạo sai khác, các sa môn bà la môn, các du sĩ ngoại đạo đều vào Sa-vát-thi để khất thực. Họ có quan điểm khác nhau, có cam nhận khác nhau, có sở thích khác nhau, có ý cứ nương tựa vào quan điểm khác nhau. Một số sa môn bà la môn luận thuyết như sao: thế giới là thường còn, đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Hoặc một số sa môn có luận thuyết như sao, quan điểm như sao: thế giới là vô thường, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số sa môn và bà la môn luận thuyết như sao, quan điểm thế giới là có ngũ biên, đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Một số quan điểm như sao, thế giới là vô biên. Bây giờ sư nói bốn vế này có nghĩa là người ta chủ thuyết rằng thế giới là vô thường. Thật sự đó thì không phải là thế giới, luôn cả các pháp hữu vi cũng là vô thường. Các pháp hữu vi đó thì luôn cả tâm chúng ta, thọ tưởng hành thức của chúng ta nó cũng vô thường. Vì nó thường sanh thường diệt, nó không có thường hằng. Nói như vậy đó thì chúng ta thấy rằng đối với kiếp chúng ta phục sinh đó thì khác nhau. Có lúc chúng ta phục sinh bằng thanh tẩm tấn, nhưng mà chúng ta sanh vào địa ngục, có lúc chúng ta sanh làm ngạ quỷ, có lúc chúng ta sanh làm súc sanh, những cái loại thú sai khác, những loại phi cầm tẩu thú sai khác, hoặc là chúng ta sanh vào Atula, thì Atula cũng có nhiều loại sai khác. Như vậy thì dù là tâm thẩm tấn phục sinh đi, nhưng mà nó nặng về tham sân si, nó sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó khác biệt với nhau chứ không phải không khác biệt. Rồi chúng ta sanh làm người, người lạc vô nhân với cái tâm thẩm tấn. Chúng ta sanh làm người ngớ ngớ ngẩn ngẩn. Thì đó là cũng là một kiếp luân hồi của chúng ta. Hoặc chúng ta sanh làm người lạc nghĩa nhân, lúc mà chúng ta làm phước, thiếu trí, có tư, nhưng mà thiếu trí, chúng ta sanh làm người nghĩa nhân. Thì cái tâm thiện đó là phúc hạnh, cho ra tâm quả, đi tái sanh vào thai bào của người mẹ. Chúng ta trở thành những người sanh ra làm người lạc nghĩa nhân.
là người đó thuộc sinh có hai nhân vô tham và vô sân, nhưng mà không có nhân trí tuệ. Nhưng mà rồi cũng sai khác vì tâm thọ xả ly trí, tâm thọ xả tâm thọ hỷ ly trí, hoặc là tâm thọ xả hợp trí, tâm thọ xả hữu trợ hoặc là vô trợ cũng khác nhau, thì nó có bốn cái tâm để tái sanh làm người ly trí, đó là bốn tâm quả ly trí. Do bốn tâm thiện đó là phúc hạnh đưa ra bốn tâm quả. Rồi nếu chúng ta sanh làm người tam nhân á, thì nó cũng khác biệt. Người tam nhân cũng có bốn thứ tâm hợp trí, là bốn tâm nghiệp giới, nghiệp giới tịnh hảo hợp trí đây, hai tâm nghiệp hợp trí, hai tâm nghiệp hợp trí, vô trợ hữu trợ, vô trợ hữu trợ, bốn tâm mình có hai tâm thọ hỷ, hai tâm thọ xả, hai tâm hợp trí, hai tâm hữu trợ, hai tâm vô trợ. Hữu trợ có nghĩa là có sự tác động, vô trợ là tự sanh khởi lên. Nói cái điều này thì lúc mình chúng ta đã tạo quả, Đức Phật cũng thấy sai khác. Cái người tục sinh mà vô trợ đó thì không cần sẵn ra chuẩn bị, phải không lộ đắc đạo quả đó. Còn cái người mà tục sinh hữu trợ phải có sẵn ra chuẩn bị. Có nghĩa là trong cái lộ đắc đạo quả nó có 7 cái động lực. Nó 7 cái động lực. Nó có 7 động lực giống vậy. Chuẩn bị, cận hành, tuận thứ, kiện tộc, đạo, hai sẵn ra quả. Nhưng cái người tục sinh đó, vô trợ đó, cận hành, tuận thứ, kiện tộc, đạo, ba sẵn ra quả. Nên cũng khác. Đối với Phật trí, Đức Phật thì biết tâm của chúng ta khi chúng ta đạo quả đó, chúng ta là người hỗ trợ hay vô trợ, Đức Phật biết được. Và trong thanh tịnh đạo thì có giải thích rõ ràng như vậy. Và chúng ta cũng xin là người thọ hỷ đó, thì tâm chúng ta vui, có lúc chúng ta ngủ chúng ta vẫn cười, vì cái tâm hộ kiếp đó chính là cái tâm tục sinh của chúng ta. Nên có nhiều khi chúng ta học và được cái điều này, chúng ta cũng thấy có nhiều khi chúng ta ngủ, trong giấc ngủ chúng ta cười, thì do cái tâm thẩm tấn mà nó làm trong lúc hộ kiếp đó, chúng ta có thể bắt được một cái cảnh nào đó ở trong quá khứ, chúng ta có thể vui với cái thiện nghiệp nào đó, hoặc là chúng ta thấy mình giữ giới trong sạch, tác sanh niềm hoan hỷ, hoặc là chúng ta thấy trong giấc mơ chúng ta thấy mình tu hành tinh tấn nỗ lực, mình cảm thấy mình vui, thì trong giấc ngủ nó cũng có thể mình cười. Nhưng mà trong cái cảnh đó thì rất là nhiều cảnh, có thể mắc cảnh quá khứ, cũng như là trước đó, là trước kiếp luân hồi của mình, ngay trong kiếp này, những cái cảnh trong kiếp này, có thể là những kiếp gì trước này, chúng ta thấy được những kiếp, những cảnh đó. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rằng thế giới mà ngoại đạo nó thế giới là vô thường, thì họ nói như vậy nhưng mà họ không biết hết, họ không biết hết thế giới vô thường. Họ cho là thế giới là vô thường. Nhưng mà thật sự ra thì Đức Phật ngày biết được khi mà họ nói như vậy, nó giống như họ nghe Đức Phật và các bậc thánh nói mà họ nói theo thôi. Tại vì thường chúng ta biết ngày xưa đó thì ngoại đạo đó, họ không có thể nào bỏ khả năng để họ biết như vậy. Nhưng mà khi mà họ gặp Đức Phật ngày thuyết giảng thì họ cũng nói theo. Thành ra khi mà họ nói theo như vậy đó thì họ hoàn toàn không có biết, không biết là vô thường là cái gì, không có thấy được. Vì thường thường quý vị thấy không phải là dễ đâu thấy vô thường. Bởi vì không vô tánh, vô tướng đó là ba cái thứ mà cái người thấy vô thường đó là mình thấy được không tánh giải thoát. Thấy vô ngã là vô tướng giải thoát. Mình thấy khổ là vô nguyện, vô nguyện giải thoát. Thì khi mình thấy khổ quá, mình không còn nguyện nữa, không còn nguyện cái sự luân hồi. Trong mỗi sắc na mà chúng ta tu hành, trong mỗi cái đời sống chúng ta thấy khổ đó, thì dù có ai nói cái đời sau nữa, mình cũng thấy cái khổ. Tại vì nếu khổ, nghĩa là dù mình giàu, mình cũng khổ. Vì mắt thấy, tai nghe, một cái người miệng nếm, thân xúc chạm, dù cho mình có giàu đi thì mình cũng bệnh hoạn, cũng đại tiện, tiểu tiện, cũng bị nắng mưa, mũi mồng, rồi cũng bị những người ta đó thù hằn, quán thù với mình. Thành ra nhiều khi mình một cái người mà họ cái tâm họ thấy khổ đó, tùy mọi người thôi, có nghĩa là tùy căn cơ trình độ chúng ta. Khi mà chúng ta nhận thức đời, khi mà chúng ta thấy khổ thì chúng ta không còn nguyện nữa, thì gọi là vô nguyện giải thoát. Chúng ta thấy vô thường thì gọi là không tánh giải thoát. Chúng ta thấy vô ngã là vô tướng giải thoát, vì không có một cái tự ngã nên gọi là vô tướng, có nghĩa là không có một cái tôi ta trong đó.
thì ngoại đạo đó thì họ nhiều khi họ nói thế giới vô thường nhưng mà họ không hiểu được. Và Đức Phật đó thì Ngài nói ra thì Ngài sẽ cho chúng ta biết. Còn họ nói là thế giới là thường còn. Thì trong 62 cái tà kiến đó, thì trong bài kinh Phạm Bổng thì có nói là những người họ sanh cõi Phạm Thiên đó, họ sanh thuốc à, thì lần trước sư cũng nói gì đó, có nhiều người họ thấy thế giới là vô thường à, nhưng mà có nhiều người họ thấy thế giới là thường còn. Tại vì thường thường quý vị biết rằng khi mà chúng ta từ cõi Phạm Thiên đó, tùy cái cõi thấp cõi cao, ví dụ chúng ta sanh ra cõi Phạm Thiên mà sắc giới sơ thiền đó, như là Phạm Chúng Thiên đó, thì chúng ta sanh ra sau mà chúng ta chết trước. Vì cái vị đại Phạm Thiên đó là cái người đã sanh trước nhưng mà chết sau. Khi mà cái phước chúng sanh mà có đó, những vị đại Phạm Thiên là vua trời Phạm Thiên đó, thì do cái năng lực tu thiền của họ, họ sanh lên khỏi đó trước à, khi họ sanh lên khỏi trước đó thì có một mình họ thôi. Thì lúc bây giờ họ ước mơ là cũng như là có người sanh ra ở với ta. Thì lúc bây giờ có những chúng sanh đó, chết do họ tu thiền sanh lên đó, nhưng mà họ không làm mà phạm phụ thiên, mà họ làm phạm chúng thiên, có nghĩa là cái tuổi thọ bằng phụ ba kiếp đấy đó. Thì lúc bây giờ thì đó xuất hiện ra cái những người đang ngồi hay đang nằm vậy. Thì lúc bị đại phạm thiên mới nói rằng ta sanh ra vị này à, tại vì vị này muốn có thì nó có ra người xuất hiện. Và cái vị kia đó khi mới sanh ra vị là cũng có tâm biết rằng cái tâm vị này muốn có mình à, nên vị đó sanh ra ta, vị đó nói như vậy. À, có nghĩa là cái vị này muốn có ta có mặt à, nên vị đó sanh ra ta. Và những vị đó sanh sau nhưng mà chết trước à, sanh sau nhưng mà chết trước vì vị đó có cái tuổi thọ của phần ba kiếp đất rồi. Nên khi sanh lên sau nhưng mà chết trước là thấy vị đó vẫn còn à, nên có nhiều khi họ chủ thuyết là một số chúng sanh là vô thường, một số chúng sanh là thường, thì họ cũng thấy, họ thấy là mình là vô thường, hiểu không? Cái vị Phạm Chúng Thiên này chết trước rồi nên gọi là vô thường, cái vị kia còn sống mà chưa thấy vị đó chết nên vị đó là thường, mình là vô thường nhưng mà vị đó là thường. Cho đến các cảnh giới cũng vậy, ví dụ chúng ta thấy cái cõi vị thiền thì bằng hai kiếp đất, bốn kiếp đất, sáu kiếp đất à, cái cõi đó nó nhân đôi lên. Cái cõi sơ thiền thì sư nói cái gì đó, một phần ba kiếp đất, nửa kiếp đất và một kiếp đất, hiểu không? Cái cõi sơ thiền nó có ba bậc: Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Thì Phạm Chúng Thiên sống bằng một phần ba kiếp đất, Phạm Phụ Thiên sống bằng một nửa kiếp đất, Đại Phạm Thiên sống bằng một kiếp đất à. Như vậy cõi mà nhị thiền đó là do tâm quả, tam thiền, nhị thiền sanh về cõi nhị thiền. Vì là học gì pháp phải nhớ thế này, có nghĩa là hai cái tâm nên gọi là tưởng à, tưởng dị mà thân đồng. Tưởng dị là hai thứ tâm được sinh nhưng mà sanh đồng một cõi thôi à, một cõi Phạm Thiên à, nhị thiền thôi. Thì nó cũng khác, ý nghĩa là vị mà ở cõi quý vị nào nhớ cái cõi nhị thiền không à, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Biến Quang Thiên à, Thiểu Quang Thiên là cõi là hai kiếp đất, bốn kiếp đất và tám kiếp đất. Cái cõi tam thiền là cõi Quang Âm Thiên bắt đầu à, Quang Âm Thiên là cõi tam thiền. Thì thứ hệ mà cõi này thì bốn kiếp đất trở lên, cái cõi kia là một kiếp đất, hai, bốn à, thì bị ghi là bốn, tám và 16 kiếp đất à. Cho đến cõi Quang Âm Thiên đó à, thì tính lên 16, 32, 64 kiếp đấy đó. Và cái cõi mà ngũ thiền vô thượng thì 500 kiếp đấy đó. Cõi quả quả 500 kiếp đấy đó. Cõi vô thiền 1.000, vô nghiệp 2.000, thiện niệm 4.000, thiện kiến 8.000 và sắc tánh 16.000. Thì cái cõi không có biên xứ là 16.000 kiếp đất đất, rồi 32.000 kiếp đất đất, 64.000 kiếp đất đất, 84.000 kiếp đất đất. Như vậy những vị ở trên cao đó, họ nhìn xuống đó, họ thấy rằng đây là vô thường, hiểu không? Tại vì ở trên cao, họ có cái tuổi thọ lâu dài,
Ví dụ chúng ta thấy phần Thiên Bát Khá đó, nhìn vào Đức Phật, thấy cái Bồ Tát chúng ta sanh chỗ này rồi tới thành Phật. Nên khi Đức Phật là kiến vô thường thì ổng sống, ổng không có chết. Ổng nói ổng không có vô thường, có nghĩa là ổng thường hàng. Còn đối với những chúng sanh này là vô thường, chết chỗ này sanh chỗ kia. Thì trong cái bài kinh Phẩm Thiên Bát Khá, trong 10 cái Phật lực đó thì có cái câu chuyện đó. Và Đức Phật với cái tâm của Đức Phật biết được Phật Thiên Bát Khá nghĩ lên đại kiến đó, thì Đức Phật Ngài có lên tại Phạm Thiên đó. Khi Ngài lên tại Phạm Thiên đó thì Ngài nhắc lại cho Phạm Thiên Bát Khá nghe. Và tại vì Phạm Thiên Bát Khá đó, tái sanh là quá sanh, nên ổng từ cái cõi này chết cũng sanh xuống cõi khác, ổng không biết. Ổng từ cõi ngũ thiền á, ổng sanh xuống cõi tam thiền, ổng sanh xuống cõi thấp nữa, nhưng mà ổng đi ngủ là vậy thôi. Và ổng không biết là ổng đã chết rồi. Đức Phật này nói là ổng sanh xuống cái cõi này khoảng 8 chiếc trái đất và ổng gần chết rồi. Nhưng mà ổng không biết. Và Đức Phật này nhắc lại kiếp đạo sĩ Bát Cái, kiếp đó là thầy của Đức Bồ Tát chúng ta, và đắc được ngũ thiền và dùng thần thông đó giúp đỡ chúng sanh trong sa mạc 500 cỗ xe bò, và dùng thần thông đó giúp cho hai đám cưới bên trai và bên gái đang đãi trên cái dòng sông, bị Long Vương nổi giận để chuẩn bị dùng sóng nhận chìm. Thì đạo sĩ Bát Khá đã quá thành Kim Sĩ Điểu Vương, và lúc bây giờ Long Vương thấy Kim Sĩ Điểu Vương thì sợ chạy biển cả và không giết những cái người đó, Long Vương rất là giận. Nhưng mà Long Vương thấy Kim Sĩ Điểu Vương sợ quá chạy một tên. Và Ngài nhắc lại cái biên địa, số người bị bắt trói và chuẩn bị rồi bị những thảo khấu bên biên địa viên đàn quan cướp dịch đến giết hại đó. Thì đạo sĩ Bát Khá đã quá thành một cọp quân của vua với cờ xí rộng trời mùi bạc mùi mình. Và cái nhóm đạo tặc đó đã thấy vua tới hoảng sợ chạy qua bên kia biên giới, và số người ở đây biên giới được cứu thoát. Do ba thiền sự công đức đó và do cái sự đắc được ngũ thiền nên Phạm Thiên Bát Khá có cái tuổi thọ đặc biệt, và có cái sự sanh từ cao sanh xuống thấp cũng rất là đặc biệt. Thường thì chúng ta biết rằng những cái vị sanh lên cao như vậy, nhưng có nhiều vị ví dụ như cõi Phi Phi Thượng Sứ đó, và chết sanh xuống mặt người, chứ không phải là họ từ cõi Phi Phi Thượng Sứ mà họ xuống cõi Quảng Quả, hay là họ xuống cõi Quan Âm, hay là xuống Thiệu Tịnh, hay là Vô Lượng Tịnh, không có. Có nhiều khi từ đến cõi đó họ lậu xuống thẳng như nhân loại. Nhưng mà chắc chắn một điều là những vị Phạm Thiên đó, thì họ không bao giờ tái sanh xuống cõi cổ, mà từ cõi Phạm Thiên họ hoài thì họ sanh xuống cõi nhân loại. Và chính vì như vậy đó, khi mà họ tu thiền họ nhớ lại trên kia, họ nhớ lại ở trên cõi trời đó, thì họ mới có những cái luận thuyết, hoặc là họ có thể nói về thế giới là hữu biên hay vô biên. Vì họ biết giới hạn, họ biết cái chỗ của họ sanh ra và cái tuổi họ thôi, chứ cõi cao hơn họ không biết. Nên là họ nhiều khi họ nói thế giới là hữu biên là ổng đồ vậy thôi. Tại vì họ có cái khả năng, ví dụ như họ có thiên nhãn đi, thì cái thiên nhãn họ nhìn được, họ có thể nhìn được 1 triệu cây số đi, nhưng mà không có thể nào hết 1 tỷ cây số. Và nếu 1 tỷ cây số thì không phải 2 tỷ, 3 tỷ, 4 tỷ, hoặc là không phải 4 tỷ thì không thể nào cùng khắp thế giới được như Đức Phật. Nên khi họ thấy như vậy là, sư thường nói cái gì đó, họ thấy như vậy đó chẳng qua là cái sự so sánh thôi. Ví dụ như sư nói sư mập, sư bự, nhưng mà nếu gặp chồng người khác cũng khác bự hơn sư nhỏ hơn người đàn. Hoặc là cái gì nói cây số này dài quá, nhưng mà 2 cây số thì cây số này sẽ cục hơn 2 cây số, mà 2 cây số gặp 4 cây số thì 2 cây số sẽ cục hơn 4 cây số. Cái sự mà hữu biên hay vô biên hay là này kia nọ chỉ là cái sự so sánh thôi, quý vị hiểu đó là so sánh thôi. Và cái so sánh đó tại sao mà so sánh, do cái tâm của vị đó, do cái sự biết của vị đó mà vị đó so sánh thôi. Và Đức Phật ngày nói rằng họ so sánh như vậy họ mới xung đột lẫn nhau, họ mới cho cái luận thuyết mình là đúng, còn người khác là sai. Còn đối với Đức Phật thì ngài biết được, ví dụ như ngoài cõi sắc giới có cõi vô sắc giới, ngoài cõi sâu vô sắc giới đó thì ngài nói rằng có nhiều thế giới khác nữa, chứ không phải chỉ có một cái thế giới này. Ví dụ chúng ta thấy không, một cái đại thiên thế giới đó, là tính đến một cái Nam Thiện Mười Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quả Châu và núi Tu Di, 4 biển lớn,
một tứ đại thiên vương, một đau lợi, một dạ ma, một đấu sức, một quá lạc, một tha hóa tự tại, đó là một tiểu thiên thế giới. 1.000 cái tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, 2.000 cái trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì thế ghê không? Có nghĩa là bốn biển lớn, bốn trong thiên hạ, một núi Tu Di, một tứ đại thiên vương, một đau lợi, một dạ ma, một đấu sức, một quá lạc, một tha hóa tự tại. Một 1.000 cái như vậy đó thì gọi là một tiểu thiên thế giới. 2.000 tiểu thiên là một đại thiên thế giới. Thì Đức Phật này nói như vậy á, thì quý vị thấy rằng đối với những người khác thì họ có thể thấy mức độ như vậy, thì họ nói rằng thế giới như là phổ biến là tới đó thôi, hiểu không? Nhưng mà người kia thấy hơn á, họ nói là thế giới là vô biên. Vô biên không có nghĩa là họ thấy hết tất cả, họ thấy hơn những người kia. Ông này ông mới, tôi thấy tới Sài Gòn thôi, ngoài Sài Gòn tôi cũng thấy. Ông kia nói là ngoài Sài Gòn ta còn thấy nữa, nên thế giới là vô biên. Mày nói vô biên là tới đó thôi, tao nói là vô biên ở đó nữa. Như vậy á, và tại sao có những cái điều đó? Cái sự sai khác là do thiền chính, cái sự sai khác là do thần thông, cái sự sai khác là do thiền cái. Ví dụ một cái người mà tu thiền họ đắc được các loại thần thông á, nhưng họ bị tham dục cái, sân độc cái, hôn thì cái, tạo hối cái hoặc là hoài nghi cái sanh lên ít nhiều đó, thì họ bị cản trở. Tuy là họ vẫn đắc thiền nhưng mà những cái đó họ hoàn toàn chưa đoạn trừ được. Và khi chưa đoạn trừ được như vậy đó, nó sẽ gây ra ảnh hưởng cho họ. Và nó còn có nữa là tứ thần túc á, ví dụ dục thần túc, cần túc, tâm túc và thẩm túc, thì cái trí của họ là cái thẩm thần túc mạnh á, thì họ sẽ thấy xa hơn cái cần thần túc, cái tâm thần túc, cái tâm thiền của họ đạt được lãnh vực ít hay nhiều. Ví dụ như cái tâm gọi là chúng ta thấy giải thoát đó, gọi là câu phần giải thoát đó là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, và giải thoát đó là có thiền sắc, thiền vô sắc nữa. Ví dụ như nói rằng cái người đắc thiền sắc giới đó là chưa có được đắc thiền vô sắc giới, mà đắc thiền sắc giới vô sắc giới chung lại đó thì chưa đắc được tuệ giải thoát, có nghĩa là đạo quả niết bàn chưa đắc được. Nên Đức Phật sẽ phân như vậy trong cái bộ Patisamvita ra vô lượng bản dạy đạo đó, để mẹ nói lên cái sự cái phật trí của Đức Phật là vô lượng là như vậy. Vậy thế giới là thường hằng, thế giới là vô thường, thế giới là vũ biên, thế giới là vô biên. Rồi bắt đầu họ nói rằng sinh mạng và thân thể là một, chỉ có như vậy là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Sinh mạng và sự thật, sinh mạng, thân thể và sinh mạng là khác, đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng. Thì bây giờ họ nói rằng danh và sắc á, ở trong cái đây họ nói rằng danh và sắc là một, có nghĩa là giống như là cái, chúng ta có thể nói cái hình cái cây và cái bóng của cây. Có nhiều khi mình nói cái cây nó phải là cái bóng của cây không, thì cũng đúng, đúng là có cây có bóng cây đúng không. Nếu mà nói không đúng thì mình nói gì không đúng, tại vì bóng cây cũng như nói rằng linh hồn của mình, ví dụ mình đọc linh hồn phải không? Có nhiều cái những cái đó nó nói như vậy đó, thì để mình hiểu rằng có nhiều cái đó họ nói rằng thân thể và sinh mạng là một. Còn có nhiều người họ nói rằng thân thể và sinh mạng là khác, họ nói khác. Như vậy thì những cách mà họ lý luận đó, thì đối với Đức Phật á, nghĩa là nó như mệt mỏi hơn. Đức Phật này nói chung tất cả chúng sanh danh là sắc. Ngày phân ra có những chúng sanh có sắc không có danh thì cõi vô tưởng. Chúng sanh thì có không có danh, chúng sanh chỉ có danh là có sắc là cõi phú cõi vô sắc, chúng còn lại chúng sanh có danh có sắc. Ngài nói gì vậy? Ngài chỉ nói vậy thôi, và khi ngài nói vậy không còn cái gì để mà nói nữa hết, nên cuối cùng á chúng ta học thì chúng ta không lý luận nữa. Còn ngoại đạo thì họ thấy không được cái gì vậy, nên họ cứ lý luận hoài như vậy, tối ngày họ lý luận hoài như vậy, họ không thấy được nguồn rõ ràng. Còn đối với chúng ta, Đức Phật ngài nói chúng sanh này ngũ quẩn, chúng sanh có đủ ngũ quẩn như là cõi khổ và những cái cõi chư thiên dục giới, phạm thiên sắc giới hữu tưởng, còn phạm thiên sắc giới vô tưởng là chúng sanh nó có sắc không có danh, còn phạm thiên vô sắc là có danh không có sắc, đó là có thọ tưởng hành thức, nhưng mà không có sắc là có thân, không có thân. Thì Đức Phật này nói như vậy để chúng ta thấy rằng sanh mạng hay thân thể là Đức Phật này biết được. Người ta nói rằng giống như sanh mạng và thân thể là người ta nói rằng cái phần linh hồn và cái phần thể xác gì, nhưng mà họ nói là một, họ nói là khác.
như Đức Phật Ngài nói ra như vậy đó, thì có nghĩa là tại vì họ ít nhiều khi họ một á, là trong cái tầm dẫn nói á, có nhiều khi họ là những cái người tu từ cái tội phạm khi họ sanh xuống đây, nhiều khi sanh xuống đây họ tu thiền á, họ nhớ lại chính cái nhớ họ đó, họ sanh ra tà kiến và họ đưa ra những cái lý luận là thân thể và sanh mạng là một, thân thể và sanh mạng là khác. Bởi thường thường quý vị biết rằng đối với Đức Phật á, thì khi một người mà sanh vô khổ vô tưởng á, là trước đó có tâm, nhưng mà sanh vô khổ vô tưởng suốt 500 kiếp không có tâm. Rồi sao họ có tâm trở lại? Hoặc cõi vô sắc á, là họ có tâm nhưng không có sắc. Nên họ nói rằng cái sanh mạng và cái thân thể là khác. Họ chủ thuyết như vậy. Chẳng qua chỉ là sắc chỉ danh thôi, nhưng mà họ thấy và không thấy, hoặc là trước đó và sau đó họ nói không có rõ ràng, nên họ mới xung đột với nhau hoài như vậy, cái ngoại đạo xung đột với nhau hoài như vậy. Còn đối với Đức Phật á, thì Ngài biết được khi mà nói đến cõi nào thì Ngài biết cái cõi đó như thế nào. Cái cõi vô tưởng, ví dụ cõi vô tưởng là cõi đó không có tâm, thì lúc mà tục sinh á, trước tục sinh á, là có tâm, nhưng mà tâm là quả ngũ thiện. Nhưng mà khi cái mạnh lực nguyện á, vì nó sanh, thì vì đó lúc mà nhập thiền á, là có một loại tâm thiền sanh thôi. Nhưng mà khi mà họ xả thiền ra, những cái tâm nhãn thức phải bắt cảnh sắc, là tâm nhĩ thức bắt cảnh thinh, tâm tỷ thức bắt cảnh khí, tâm thiệt thức bắt cảnh vị, tâm thân thức bắt cảnh xúc, tâm ý thức bắt cảnh pháp, và cảnh pháp có nhiều cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, danh pháp, sắc pháp nữa. Nên khi bắt nhiều cảnh như vậy đó, họ mới thấy phiền phức, cái tâm nó phiền phức quá đi. Khi phiền phức như vậy đó, họ mới cái mạnh lực ngũ thiền đó, họ mới quyền. Tiếp sau khi sanh là người không có tâm. Nên cái tâm quả ngũ thiền mới cho sanh lên làm năm năm kiếp nữa đó chứ. Đúng không? Cái chỗ này cũng lắc léo lắm nha. Cái chỗ này nếu mà mình nói mà không khéo thì lắc léo. Cái chỗ này có nghĩa là nói không có tâm thì vậy cái gì sanh lên? Phải không? Cái gì sanh lên? Thì mình phải nói là do tâm quả ngũ thiền, đắc được ngũ thiền mà cái cõi vô tưởng năm năm kiếp đấy đó. Cõi quả quả 1000 kiếp đó như vậy á. Thì cái người đó khi họ đắc được thiền rồi, mà họ xuất nhập thiền, họ thấy cái tâm thiền á, là biết cái cảnh đó, những cái tâm khác nó biết nhiều cảnh phiền phức quá đi. Với cái mảnh lực cái tâm ngũ thiền họ mới nguyện và sanh làm người vô tưởng. Thì lúc bây giờ họ tục sinh chỉ có sắc thôi. Sắc mạng nguyện tục sinh là một cái tượng đá ngồi suốt 500 kiếp đấy đó. Nằm ngồi tại 500 kiếp đấy đó. Thì quý vị thấy 500 kiếp đó rất là lâu. Khi một người chết là sanh xuống đây ngồi tu thiền nhớ lại 500 kiếp đó, không nhớ nổi. Lâu kinh khủng lắm. Không có thể nhớ được. Có thấy một cái khoảng không gian rất là xa, không thấy gì hết, tại vì không có tâm mà làm sao thấy. Phải chỉ có tâm mình biết mình tọa hỷ tọa lạc, mình có cảm giác như thế này, xong vô gia đình này, xong vô kia, không có, suốt 5 năm kiếp đó mà không có tâm. Giờ họ có nhớ lại cái đó đi, có gì hiểu túc bằng minh đâu. Cái nghĩa là những người đó họ tu thiền mà không có túc bằng minh, nhưng mà họ nhớ vô khoảng không gian 5 năm kiếp đó, họ thấy cái gì? Họ thấy gì hết. Nên họ cũng thiết là thân thể và sanh mạng là khác. Hiểu không? Có nghĩa là cái sự tái sanh nó khác nhau. Rồi có những người họ thấy không có rời nhau. Ví dụ như Phạm Thiên Bát Nhã thấy như vậy đó. Nói là mình cứ có danh sắc hoài, có sanh mạng và thân thể là một. Có hoài như vậy nhưng mà thật sự Đức Phật là biết chết. Chỗ này sanh, đến giờ là chết, đến sanh như này. Đức Phật này biết gì chứ không phải là thường ngày của mày. Thì chính những cái chủ thuyết đó là những chủ thuyết mà có thể chúng ta hiểu rằng cái nhũ thuyết đó là do một số người, một số chúng sanh đó là từ quả phạm thiên sanh xuống, mà khi mà họ đã là những vị phạm thiên trên cõi trời đó, họ có những cái đó, mà khi mà họ ở đây mà tu thiền họ nhớ lại được như vậy, khi họ nhớ vậy họ có cái lập luận, cái lý thuyết, cái lập luận lý thuyết của họ đó. Thì khi những người nào mà không đồng lý quan điểm lý thuyết của họ thì họ xung đột lẫn nhau, binh khiến miệng lưỡi họ đấu khẩu với nhau, họ xung đột với nhau bằng những cái lời nói đó. Bây giờ nói thân thể là sanh mạng và thân thể là một, mà trong một số là sanh mạng và thân thể là khác, chỉ đây là sự tạc ngoài, đó là hư vọng. Thật sự đó thì quý vị biết rằng chỉ có khi nào đó, những cái vị phạm thiên mà không có sai lầm đó là năm định cư thiên đó. Mà năm định cư thiên đó, thì họ không sanh xuống đây. Cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện thiện và sắc phương cánh đó là năm cái bậc thánh mà A-la-hán do tính tấn niệm định tuệ mạnh yếu.
mà sanh lên cái cõi đó, vị đó thì không có sanh xuống. Và chắc chắn là những vị thánh đó, thì không có những cái chi kiến bị tạc kiến. Còn ngoài các cái cõi khác thì chắc chắn là họ sẽ bị tạc kiến. Họ có những lý thuyết chống đối lẫn nhau. Rồi tôi bắt đầu họ nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, có nghĩa là nói Đức Phật có tồn tại sau khi chết. Luôn cả bây giờ Phật tử của mình đó, đến mấy sư cũng còn chưa có thông cái này nữa chứ đừng nói tới Phật tử chúng ta. Nói Như Lai không tồn tại sau khi chết, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Nếu ai hỏi quý vị không khéo trả lời đó, quý vị cũng không trả lời được. Tại vì nó cũng rất là thường kiến và đoạn kiến. Nếu Như Lai có tồn tại sau khi chết đó, thì là thường kiến, mà nếu không tồn tại sau khi chết là đoạn kiến. Quý vị thấy đồng ý không? Nếu Như Lai không có tồn tại sau khi chết, nghĩa là chết không có gì hết, đó là đoạn kiến, đúng không? Nếu mà nó có tồn tại là thường kiến, mà thường kiến và đoạn kiến đều là tà kiến. Như vậy mình nói là sao? Cái pháp này là cái pháp tu chứng chứ không có để lý thuyết nữa không? Ai chứng đắc đạo quả A La Hán người đó tự biết, chứ còn nói ra không có thể nào nói được. Nên trong cái bộ Patisamvina Mắt Giá nói rằng ngôn ngữ hay ngôn ngữ đạo, danh mục hay danh mục đạo cũng không nói hết đạo. Có nghĩa là người đó họ chứng đắc, họ tự biết, mình không có đem lý luận. Nếu mà lý luận là mình cãi lộn nhau mỗi ngày, dù mình học Phật pháp đi cũng cần vẫn cãi lộn nhau chứ không phải là không cãi lộn. Tại vì pháp này thuộc về pháp tu chứng chứ không phải là pháp để lý luận, đúng không? Mình tu chứng mình biết. Đức Phật dạy tu chứng dạy nói, nhưng mà đến niết bàn á, ai hỏi Như Lai có tồn tại không chết, Đức Phật không nói. Ngài nói người chỉ sống 100 năm thôi, câu chuyện nó dài ngàn năm người không nghe được. Câu chuyện dài ngàn năm người không nghe được, mà ngàn năm thì chưa kết thúc nữa. Nên không thể nào nghe được những câu chuyện như vậy. Nên Đức Phật này mới nói câu gì là giống như người bị mũi tên bắn trúng vô. Rồi có người ngu si nữa, họ có một người lương y nói cho là rút mũi tên rồi nạo xương rồi dịch thuốc rồi hơ miệng để rút độc ra, người đó không chịu. Người đó nói là tôi phải tìm người bắn tên, cái mũi tên làm cái gì, tẩm độc gì, bắn từ hướng nào, người lùn, người cao, người đen, người trắng, bắn tôi như thế nào. Thì người đó sẽ chết trước khi đi tìm được người bắn tên. Thì Đức Phật này nói là cái mình nói Thế Tôn có Như Lai có tồn tại sau khi chết, còn Như Lai không tồn tại sau khi chết đó. Đức Phật ngày không nói, ngày không trả lời. Quý vị đừng bao giờ là trả lời, quý vị trả lời là quý vị bị kẹt hết, không có trả lời vấn đề này. Luôn cả bây giờ những vị sư mà không học á thì dám trả lời, chứ quý sư mà học rồi chỗ này không trả lời. Cái này tự tới đó biết, tự tới đó biết, tự tới nước bàn biết rồi. Nếu mà nói nước bàn á, hữu hạn hay vô hạn cũng đúng. Đức trong kinh Kim Cang Bát Nhã có nói như thế này nè, nếu mà nói nước bàn là giống như cái nhà này nó nhiều người vô nhà quá đầy, đúng không? Đúng không? Niết bàn không phải là cảnh giới, nếu mà giống như cảnh giới giống như nhà này có nhiều người vô niết bàn quá, nhưng niết bàn đầy đầy quý lộn cho những người cởi như lọ đâu. Đức Phật ngài cũng nói như vậy, nên chúng ta thấy trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói là giống như biển lớn vậy đó. Người không có thể nào nói là có bao nhiêu con cá, bao nhiêu con tôm, bao nhiêu con rùa, mình vô lượng vô số, thấy không? Biển lớn là bao la, niết bàn bao la như vậy, không có thể nào lấy cái gì đo lường hết. Nếu người nào dùng cái trí đo lường không được. Đức Phật nói như vậy. Có những lúc mà ngày ví dụ cùng cực đó là ngày ví dụ biển lớn á, có nghĩa là biển lớn là mênh mông, những cái loài đó mênh mông như vậy, chứ nó không có hữu biên hay vô biên. Mình nói rằng hữu biên là niết bàn nó có chừng nhiêu đây cây số về ngang, như đây cây số về dọc, không phải vậy. Không phải như vậy. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Có quan điểm như vậy, có lý thuyết như vậy. Rồi họ nói là Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thì cái vấn đề này đó cũng thuộc về mà cái nghĩa là tà kiến. Mình nói sao nó cũng thuộc về tà kiến hết á. Không tồn tại hoặc là không không tồn tại, có nghĩa là nói là Đức Phật chết cũng có, không còn gì hết. Nhưng mình nói như vậy thì có nhiều người họ tu, họ nói ủa tu riết rồi cuối cùng cũng còn gì hết trơn. Nhưng mà cho đến khi nào quý vị hiểu được không? Quý vị sống như vậy nè, quý vị thấy khổ riết, khi nào quý vị thấy ngủ quẩn là khổ, thiệt là khổ, thì quý vị mới cảm nhận biết bạn không có ngủ quẩn. Chứ bây giờ nói giờ ngủ quẩn không có gì, quý vị sẽ suy nghĩ điên đảo. Nên có hôm trước sự mình nói là mình chùa giác quan, sự nói mình nghe pháp nó có ba cách nghe.
nghe bằng tưởng, nghe bằng thức, nghe bằng huệ. Nè, thầy sẽ có dẫn chứng câu chuyện là Đức Phật Tát có một kiếp đó đó, ngày có người học trò trưởng, lúc này đi á, ngày kêu người học trò trưởng này con ở nhà đó nhận đồng binh để tưới cây á, cây Đức Phật Tát này đi. Đồng binh trưởng ổng mới vận động mấy anh binh đệ nhỏ đó, nó bây giờ mình muốn tưới cây đó mình nhổ cây lên nhổ cây lên coi cây đầu rễ dài tưới nước nhiều, cây đầu rễ ngắn tưới nước ít nhổ lên hết, tưới xong về Đức Phật Tát thấy chết hết. Vậy ổng chỉ cái ổng thuyết phục hết bao nhiêu đệ tử mình nghe lời ổng để nhổ cây lên, gì thế ghê không à, ổng nói có lý mà giờ cái cây đầu rễ dài tưới nước nhiều, cây đầu rễ còn tưới nước ít, mà nghe cũng súng với nhau nhổ lên hết. Đó, cái gì thế cũng nghe, nhưng mà nghe bằng tưởng. Nghe rồi mình tưởng tượng là cái rễ dài, rễ này nó mọc đây, cái này chỗ nào mình tưới nước à. Nên thường thường chúng ta không có nghe bằng tuệ. Nhiều khi chúng ta nghe bằng thức, nó giống như photo vậy đó. Người đó nói sao mà nói đi là vậy thôi à, có thể là nghe bằng thức. Tại thức á, là biết những cảnh hiện hữu thôi. Tưởng á, thì biết cái cảnh điên đảo. Tuệ á, thì biết sự thật. Tuệ là thấy được sự thật, hiểu được sự thật, nên cái biết bằng tuệ đó là biết bằng sự thật. Nên có nhiều khi chúng ta nghe như vậy, thật sự ra thì Đức Phật Ngài luôn luôn Ngài nói, dù Ngài nói chánh pháp mà cuối cùng Ngài nói giống như người bắt rắn vậy đó. Nắm thì nắm đuôi rắn, và nắm cái đầu rắn quay lại cũng chết. Cái người họ trì pháp và họ trì sai đó, giống như cái người nắm rắn, bắt rắn, bắt đuôi vậy đó. À, nhiều khi quý vị nghe pháp quý vị có những cái mà sư nói. Sư quý vị biết có một lúc nào, có một lúc đó sư học á, tự nhiên sư nghe nó biết bạn Đức Phật thì không có sao bị chết á. Sư cũng muốn hùng lắm, sư có thiệt chú gì á. Tự nhiên tôi riết, muốn học riết, tôi riết, muốn con gì hết trơn á. Nhưng mà sau thời gian sau rồi sư thấy, ồ, đúng luân hồi là khổ. Mình bây giờ mình già cũng khổ mà, mình ăn uống, ngủ nghỉ cũng khổ, đi nước cũng khổ, khổ. Vậy thấy, ồ, biết bạn có ngủ quần là đúng. Chứ có lúc mà mình nói, ồ, tôi biết là ngủ quần không có nữa. Trời ơi, ngủ quần không có, nó cũng bị khủng hoảng luôn. Sư cũng có một lúc bị vậy nên sư mới nói cái gì, quý vị muốn suy nghĩ cái này là pháp vô chính. Bởi vì khi mình thấy khổ á, cũng như sư nói cái gì vậy, thực sự thấy khổ. Bây giờ đói khát cũng khổ, bệnh hoạn cũng khổ, rồi bị thế gian, mày đông người cũng khổ, đèn đường đông người chật chội cũng khổ, nước ô nhiễm cũng khổ, nước không có cũng khổ, điện có cũng khổ, điện cũng có cũng khổ. Hả? À. Thật ra khi mà mình thấy được như vậy đó, mình mới thấy, ồ, thế gian là khổ. Nếu mà có cái thân ngũ quẩn là mình phải chịu đựng cái này, ứng chịu cái này. Như vậy biết bàn không có cái ngũ quẩn là lúc đó mình cảm nhận được. Chứ còn bây giờ mình nói là ồ không có, mình không có năng nào quý vị sống thấy vô thường khổ vô ngã liên tục đó thì quý vị thấy cảm nhận được niết bàn. Chứ còn nếu mà nói rằng Đức Phật không tồn tại không phải chết, hoặc là Đức Phật không tồn tại không phải chết, mình lý luận như vậy Đức Phật thì không trả lời. Như vậy 10 cái cách, quý vị nhớ được không? 10 cách. Thế giới là vô thường, thế giới là thường, thế giới là vô thường. À. Thế giới là hữu biên, thế giới là vô biên. Thân thể và sinh mạng là một, thân thể sinh mạng là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai không tồn tại sau khi chết. Như Lai có và không. À. Có tồn tại và không tồn tại, rồi Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Đó là 10 cách. 10 đó tính là 10 cái điều mà sách năm tạp chí mà chúng ta hiểu có thể là 10 điều đó. Đưa ra lý luận, đưa ra xung đột, đưa ra đấu tranh lẫn nhau. Rồi trong cái bài kinh này, Đức Phật Ngài có nói đến cái người mù. Ngài kể câu chuyện. Thời xưa Lưu Ba Tăng Si đó, có triệu tập hết tất cả người mù. Và khi người mù đó thì vua khi triệu tập thì cái người triệu tập họ nói vua đã triệu tập xong rồi thì đức vua nó bây giờ kêu dẫn đồng con voi à, rồi người mù rờ voi, người rờ vào cái lỗ tai thì nói con voi giống như là cái quạt quạt lúa, người vào cái bụng thì giống như cái bồ lúa, người giờ vào cái chân giống như cục đình, rờ vào cái ngà thì giống như cái cày, giờ vào cái vòi giống như cái cán cày, rồi giờ vào cái đuôi thì giống như cái chỗ quét nhà, giờ là cái đuôi á, thì giống như là cái lông đuôi thì giống như cái chỗ quét nhà. Thì họ đưa ra những cái lý luận như vậy thì lúc bấy giờ vua mới cho quần thần thấy như vậy và vua nói là đúng là người mù rồi, do
À, và Đức Phật Ngài đem cái câu chuyện này Ngài nói, và Ngài nói ngoại đạo đó giống như người mù rờ voi trong cái câu chuyện của Đức Vua. À, tuy là cái câu chuyện này đó thì nó chiếm đến hai tờ giấy, nhưng mà ý của Đức Phật này muốn nói rằng đó không phải là Phật trí thì họ không thấy được. À, họ chỉ thấy được những cái gì, ví dụ như họ rờ trúng cái bụng á thì họ nói là con voi nó giống như cái bồ lúa. À, rồi họ rờ trúng cái chân á, họ nói con voi nó giống như cái cột đình, cũng giống như một người mà thấy được cái cõi này. À, chúng sanh á nghĩa là nửa kiếp trên đất hoặc một kiếp trên đất hoặc là hai kiếp trên đất á, thì họ nói như vậy thôi, nhưng mà họ không thấy hơn cái đó nữa. Nên khi họ nói đến cái sự luân hồi là họ nói như vậy, thì Đức Phật Ngài nói là cũng giống như người mù rờ voi. Cái thấy của họ, cái xúc chạm của họ, cái thấy cái xúc chạm của họ, nhưng mà họ không thấy được hoàn hảo. À, họ không thấy được hoàn hảo. Nên khi không thấy hoàn hảo nên họ mới, ở trong cái câu chuyện này thì những người mù họ quýt lộn nhau, quý vị, quýt lộn nhau và giật lộn nghĩ tay nghĩ chân. Ừ, thì Đức Phật Ngài nói những người ngoại đạo họ xung đột với cái binh khí miệng lưỡi, họ tranh cãi vấn đề này, họ cũng quýt lộn với nhau, chắc chắn là như vậy. Nên bây giờ cho đến bây giờ thì quý vị thấy cái chiến tranh tôn giáo người ta rất là sợ. À, tôn giáo ví dụ như quý vị thấy Hồi giáo với Thiên Chúa giáo, Thập Tự Kinh, Thánh Chiến họ giết nhau rất là kinh khủng. À, họ cũng xung đột với nhau về Chúa và về Thánh Ma-la. Còn Phật giáo chúng ta đó thì xưa và nay đó thì Phật giáo không có vấn đề đâu. Phật giáo không có trả thù và Phật giáo biết rằng cái đó là cái quan kiến sai lầm. Và chỉ có cảnh giới tạng sanh là địa ngục ngã quỷ súc sanh thôi, chứ không có thể nào sanh được làm người như thiên. Còn riêng về mình thấy được cái thế giới này có sự xung đột đó, rồi mình khéo sống như thế nào đó để mình tránh cái sự xung đột. Và khi người ta xung đột thì mình biết là người ta rớt vào cái tư tưởng kiến thức giống như người mù rờ voi thôi. À, họ sẽ xung đột lẫn nhau, họ sẽ đánh lẫn nhau, họ sẽ làm kỹ tay để kiên lẫn nhau. Rồi, bài học hôm nay như đây thôi. Nhưng mà thật sự ra thì bữa nay sẽ cũng cắn cửa dạy. Tại vì sáng sẽ mới mổ cái bú. Sẽ mổ cái bú ở đây. Sư sợ sư hồi sư đau quá, sư nói chuyện không được thành đó. Nhưng mà sư gì hứa đi dạy rồi, thành ra sư cũng đi dạy mà sư cũng không có thấy đau gì nhiều hết. Không, sư mổ bằng mổ hở. Sư mổ lúc 10 giờ, 11 giờ. Rồi bây giờ quý vị coi trong bài học đi, quý vị có thắc mắc gì quý vị hỏi. Nếu mà nói bảo đảm thì chắc chắn là bảo đảm thì thiện tâm nhiều. À, nhưng mà nói chắc chắn á thì không chắc chắn, hiểu không? Nói bảo đảm thì bảo đảm, nhưng mà chắc chắn không chắc chắn. À, tại vì bảo đảm có nghĩa là đối với người này á, nói về thiện và ác á thì bảo đảm người thì thiện nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về cái tâm á, thực sinh mà chúng ta tâm tử á thì nó không chắc. Nhưng có một điều như thế này, nếu người đó có rơi vào bộ cảnh thì cũng không lâu. Chúng ta thấy mà hậu Malika ôm ấp những cái điều mà sai lầm của mình, nhưng mà chết sanh xuống địa ngục cũng mấy bữa, có mấy ngày thôi rồi cũng sanh lên cõi trời. Tại vì những người giữ giới được cái thiện tâm, nên quý vị nhớ một điều như thế này: mình đi học cũng là thiện tâm, mình nghe pháp cũng là thiện tâm, mình hỏi giới cũng là chuyện thiện tâm, mình ngồi thiền niệm Phật hay là mình làm việc thiện đều là thiện tâm hết. Và các cái thiện tâm đó nhiều là tốt. À, Đức Phật này ví dụ như nước nhỏ từng giọt thì mình cũng tràn đầy, người tích lũy nhiều thiện do tích lũy dần dần, có nghĩa là cái tâm thiện một thứ như vậy, nhưng mà nhiều tâm thiện. À, thì quý vị có thấy là nếu mà làm thiện mà mạnh thì từ cái sát na định đến cận định, nếu mà cái người cận định là hơn người sát na định. Ví dụ mình nhớ điều thiện, mình nhớ thư thớt á thì nó gọi là sát na định thôi, nhưng mình nhớ điều thiện nhiều đó là cận định, mà cận định nó có khả năng sanh trời người rất là dễ. À, còn nếu mình đạt chi cố định đó, mình định được một thời gian 1-2 tiếng đồng hồ thì đó còn hơn thế nữa, nó có thời gian mạnh nữa. Thì cái tâm lực nó mạnh hơn, do cái tâm lực á biết cảnh á mạnh, nó không bị chi phối, mình gọi là tâm lực mạnh, hiểu không? Ví dụ quý vị ngồi niệm Phật, quý vị ngồi được một thời gian lâu à, thì có nghĩa là tâm lực quý vị mạnh. Còn một cái người ngồi cái nhảy ra cái nhảy vô, cái nhảy ra cái nhảy vô, nhưng việc cũng nửa ác nửa thiện thôi. Nhưng mà nếu mình ngồi mình tập một cái tâm thiện mình nhiều thì nó nhiều thiện hơn là nhiều ác. Thì Đức Phật này cũng thí dụ trong kinh Tăng Chi giống như cái nghiêng về bên này, hiểu không? Bây giờ chắc chắn nó sẽ ngã bên này.
tại vì cây nhiêu bên này mà, thì khi nó ngã chắc chắn ngã bên này, ngã bên đây là rất là ít, đúng không? Khi một người làm thiện, Đức Phật nói người làm thiện giống như cây nhiêu bên bên thì nó sẽ ngã qua bên đây, còn việc mà ngã bên đây là chuyện rất là khó. Nó cũng có, nhưng mà quý vị cứ để ý, mà bây giờ nó phải tác động gì, nó phải có một trận bão thiệt là mạnh từ đây, hội qua đây, ngã bên đây, đúng không? Như vậy người đó phải có một cái ác nghiệp, một cái ác nghiệp cũng quá khứ rất là mạnh thì có thể xô đẩy người đó qua khổ cảnh được, chứ không như vậy đâu. À, thì Lê Nam xuống là tinh danh tí. Thì cái câu đó là của Phật dạy hay là của quý những vị sư sau này, nghĩa là biết ra thôi chứ không phải là Phật dạy. Cái câu đó suy nghĩ rằng chắc là của Đức Phật. Tại vì cái Đức Phật thì dạy thì trong nhiều đoạn kinh, khi mà mình được mình trì giới thì chắc chắn mình sanh trời người, và trì giới cũng sanh cũng thành tổ đạo quả niết bàn, thì chắc chắn là cái câu đó thì mình nói rằng do chư tăng nói, nhưng mà cũng góp nhặt từ lời dạy Đức Phật thôi, chứ không phải là quý sư tự nói cái câu đó được. Gần như chúng ta tin rằng đối với kinh tụng thì đa số các vị trưởng lão cũng cố gắng rút từ trong kinh tạng ra, nhưng mà có những lúc thì theo phong tục tập quán thường thường thì có những câu mình nói sám hối, ví dụ như mình nói mình có tội lỗi sám hối thì trong luật thì chúng ta cũng sám hối như một ngày giờ, hoặc là sám hối mình thấy được cái lỗi lầm mình sám hối, chứ không phải mình cứ nói sám hối là sám hối, không phải vậy. Chứ còn tại vì Đức Phật ngày có nói rất là nhiều kinh, ngày nói về cái người mà như ví dụ chúng ta nói rằng Đức Phật ngày dạy bà Quý Sĩ Tha giữ giới mà có sanh về cõi tứ đại thiên vương đau lợi dạ ma đấu sức quá đạt cao tự tại, thì như vậy là Đức Phật ngày tuyên bố rằng giữ giới sẽ sanh vào bảy cõi dục giới, thì điều này chắc chắn thôi. Tại vì chúng ta căn cứ vào tâm thiện á, cái tâm thiện chúng ta nè nó cho là cái tâm quả, đúng không? Và tất cả tâm thiện chúng ta nó đều có ba cái loại động lực, nó có bảy cái động lực như vậy nè. Chúng ta dùng cái tâm thiện á, thứ nhất á, cho là hiền báo nghiệp, cái động lực thứ bảy sanh báo nghiệp, còn năm động lực giữa này hậu báo nghiệp. Như vậy chúng ta nhiều cái tâm thiện á, thì nhiều sanh báo nghiệp, nhiều hậu báo nghiệp, nhiều hiền báo nghiệp. Nó rõ ràng như vậy, hiểu không? Với tâm của Đức Phật biết được tâm chúng ta thì chúng ta có tâm thiện rõ ràng, nghĩa là tâm thiện là có nhân có quả thôi. Chúng ta tin như vậy. Chứ còn bây giờ có nhiều khi chúng ta học á, chúng ta nói con nghe nói rằng có nhiều người họ làm thiện rất là lớn, nhưng mà cộng Malika mà chết cũng sanh xuống địa ngục. Nhưng mà thật sự ra nếu mình nghe rõ ràng thì bà chỉ sanh vào địa ngục có mấy ngày thôi, chứ không sanh vào lâu. Nhưng cái mà của bà mà dở nhất á là cái gây rất là tội lỗi. Chứ còn bà làm tội có một lần nè, bật cái này rất hoài và cái nhớ hoài. Nên sư nói quý vị một lần mình nhớ là bất thiện cũng là một người bất thiện, hiểu không? Ví dụ giờ quý vị làm bất thiện, giờ quý vị nhớ lại đi, cái sở hữu hối là sở hữu bất thiện, nó đang trong tâm sân sân tật lận hối. Mình suy nghĩ là những cái việc ác mình đã làm thì không làm, hoặc là mình cái kiếp biển cỏng sẻ, mình nhớ lại mình thấy mình cái kiếp cỏng sẻ, đúng không? Thì nó là cái tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện nó vẫn có bị động lực thứ nhất ra chịu công nghiệp, động lực thứ bảy sanh công nghiệp, năm động lực giữa đó vẫn là hậu công nghiệp. Nó vẫn có ba cái loại trong cái động lực tâm thì bảy cái, nhưng này không thể nào giải khác được, hiểu không? Quý vị nào học diệu pháp á, cái động lực mà năm cái á, là lúc mà mình xỉu mình gần chết á, lúc mình gần chết á, cái động lực năm cái chỉ có lúc đó thôi, chứ hoàn toàn lúc nào nó cũng bảy động lực hết, thiện bất thiện cũng bảy động lực hết. Tại vì chúng ta hiểu như vậy đó, đó là một cái tránh chi kiến để cho mình có một cái quan niệm mạnh mẽ. Chứ thật sự ra đó, chúng ta thấy khi mình chúng sanh mà suy nghĩ thiện, mà cái sư thường nói với vị cái thiện nghiệp của mình đó, từ khi nào mình có cái ác nghiệp mạnh quá thôi. Chứ còn thật sự ra thì quý vị nghe một người cúng dường cây mía, rồi cúng dường một cái bông mốt, rồi cũng sanh lên cõi chư thiên. Chúng ta coi thiên cũng thử rất là nhiều, rất là nhiều những sanh sanh như cõi trời. Nhưng mà nếu mà mình nói rằng tại vì bình thường á, cái người làm thiện mà khi mà có cái điều quan trọng nhất là mình thường nhớ về thiện á, mình làm thiện á, mình nhớ lại về thiện nó nhiều là tốt. Ví dụ mình làm phước một lần mình nhớ nhiều lần cũng là tốt, chứ mình làm phước rồi mình bỏ quên đi á thì nó không hay. Mà nó hay là khi mình niệm thí, hiểu không? Ví dụ bố thí rồi mình nhớ lại, đó là niệm thí, có gì hiểu không?
mình nhớ, ví dụ mình bố thí rồi mình nhớ lại nó hoài, đó gọi là niệm thí chứ không phải là khác. Tại vì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hơi thở, niệm thể được, mà niệm sự chết. Thì trong cái 10 cái tùy niệm nào mình niệm cái nào cũng được hết. Nhưng mà khi mình bố thí, mình nhớ bố thí, hoặc là mình trì giới, mình nhớ trì giới, mình nhớ hoài như vậy nó cũng trở thành cái thường nghiệp, hiểu không? Tại vì tâm mình nhớ cái gì nhiều, mà hãy nhớ cái đó nhiều là thường nghiệp. Nó nhiều hơn cái kia ít hơn, thì vậy. Nên khi mình nói mình làm thiện nhiều thì chắc chắn mình sẽ được ở trời, chắc chắn thôi chứ còn được. Còn nếu mà nói là chắc chắn 100% thì Đức Phật Ngài không nói 100%, tại vì Ngài biết có những chúng sanh bị các ác nghiệp này trước, hiểu không? Cái ác nghiệp mạnh á, nó có thể chi phối cái đời sống của người này. Rồi. Thường thường nói vậy nè, cái nghiệp nó có sức mạnh của nghiệp là trọng nghiệp, thường nghiệp, khinh tác nghiệp và trọng là tầm tử nghiệp, đúng không? Ba cái này đều là cái sức mạnh của nghiệp hết. Cái trọng nghiệp nó cũng là sức mạnh. Ví dụ bây giờ một người mà trọng nghiệp ác là những cái tội là giết cha giết mẹ, chết mất và kiếp bậc a la hán, thì cái trọng nghiệp này nó sẽ sanh cái tầm tử nghiệp và họ thấy như vậy và sinh cái khởi tổ. Còn cái thường nghiệp mình làm nhưng mà cái tầm tử nghiệp cũng thấy thường, mình cũng thấy cái thường nghiệp này, hiểu không? Nếu không có cái động tĩnh nghiệp là cái nghiệp mạnh nhất thì nó có cái thường nghiệp là mình thường làm, nó xuyên qua cái lúc mình chết mình nhớ, hiểu không? Còn nếu không nữa có một cái khinh tác nghiệp, à, có một cái nghiệp nào nhỏ, à, cái nghiệp nào trong đời quá khứ, à, nó có thể có như vậy. Rồi cái nghiệp nào nó cũng có sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp. Sanh nghiệp là ví dụ tất cả nghiệp nào cũng có khả năng sanh lên. Nếu nó không sanh nó trở thành vô hiệu nghiệp, nhưng mà nó sanh nghiệp là nó phải trì nghiệp. Ví dụ sanh ra phải lớn, phải duy trì cái đời sống, thì mình có một sanh nghiệp làm người được 80 năm gọi là trì nghiệp. Rồi cuối cùng mình bị một cái chứng bệnh nào đó gọi là trước nghiệp. Rồi cuối cùng chắc cái mạng sống mình là đoạn nghiệp. Thì cái nghiệp thiện, nghiệp ác nào mình cũng có đó. Ví dụ gì chúng ta thấy Đức Phật không? Ngài bị Thứ Hậu Ma Ra Ni Giáo mướn con đồ chửi. Rồi tôn giả đang nói Đức Phật đi không khác. Đức Phật nói đi không khác người ta chửi nữa sao? Đi nữa. Đức Phật nói không có vậy, chuyện gì nó sanh lên cũng chỉ có 7 bữa thôi. Đúng 7 ngày sau thì cái nghiệp nó hết, đúng không? Tại vì mấy người này được muốn mắng Đức Phật lấy tiền mà bây giờ hoàng hậu mới bằng hoàng hậu mới gần như giá đâu có tiền nó muốn hoài, nó muốn chửi 7 ngày nó hết tiền rồi thôi, người ta không muốn đâu có chửi Đức Phật nữa. Người ta chửi Đức Phật vì bà muốn chứ không phải là người ta tự nguyện đi chửi Đức Phật. Và Đức Phật này biết cái nghiệp của Đức Phật chỉ có 7 ngày thôi, và ngày sau ngày có nói lại. Ngài bị Thứ Hậu Ma Ra Ni Giáo muốn á, là ngày xưa ngài có 500 vị tỳ khưu, là vậy 500 vị đạo sĩ đó ở chung với 500 vị đó. Nhưng mà khi thấy vị đạo sĩ kia đó, ngài mới tự nói, hiểu không? Ngài nói ông đạo sĩ giả bộ á, chứ ông đâu có thanh tịnh gì đâu, mà ai về nói cho ông đó là đắc thiền. Nên sau này ngài thành Phật á, ngài bị Thứ Hậu Ma Ra Ni Giáo chửi, mà 500 vị tỳ khưu đi theo bị chửi. Là Đức Phật ngày xưa 500 ông đạo sĩ, ngài đạo sĩ trưởng bị ganh tị chúng đạo sĩ kia, ngài nói câu thôi mà ngay ai già không đó là bị đắc kiền, mắc nghiệp tới giờ ngay còn đi Thứ Hậu Ma Ra Ni Giáo còn mướn người chửi ngày 7 ngày, có gì thế không? Không phải cái số người mà muốn chửi mình không biết là bao nhiêu. Dạ, chỉ là họ tạo nghiệp có mang tạo nghiệp không sao? Vẫn tạo nghiệp các bạn. Ở trong cái bài Kim Hằng Ma ta nói như thế này, lúc mà Ngài Liên làm ác ma du si đó, thì lúc bấy giờ đó là ganh tị Phật, Đức Phật Cát Cú Sanh Thái và hai người đệ tử là Quá Sát Phá A Thí Phu đó, thì ác ma du si nhập vào dân chúng đi cúng dường, hiểu không? Mà trong cái thời kỳ Đức Phật Cát Cú Sanh Thái có hai nhóm, một nhóm theo Đức Phật, nhóm không theo. Cái nhóm mà theo Đức Phật đó, thì Đức Phật bị dạy bán tưởng về cái vật thực này ăn rồi đại tiện tiểu tiện đó, thì cái nhóm người đã tu nên cái tâm nó không bị lay động. Còn cái nhóm người mà không chịu Đức Phật dạy đó, sống đó hưởng thụ đó, thì khi mà được lợi tức như vậy cái sống tha quá, chơi cờ và uống rượu men rượu nấu rồi cái sẵn vậy đó, thì dân chúng cũng thấy rồi ác ma nó nhập như dân chúng mắng chửi luôn cả Đức Phật mình chưa tăng luôn, hai nhóm chửi hết cặp đầu chửi đó. Thì trong kinh mô tả là cái nhóm người mà cúng dường cũng sanh lên cõi trời, mà cái nhóm người mắng chửi cũng sanh vào địa ngục. Thì chúng ta thấy là tại sao mà ủa nó mắng chửi cũng sanh địa ngục, thật sự mình không có làm mà má nó nhập vô, nhưng mà điều là ý trợ, hiểu không? Thân trợ là người ta nắm tay mình kéo, khẩu trợ là người ta nói mình, ý trợ thì dùng thành tâm để chuyển tâm mình, thấy không? Chuyển tâm đi mắng chửi nó cũng là ý trợ.
nên nó vẫn là cái tâm bất thiện, nó vẫn tạo nghiệp, mắng chửi Đức Phật thì nghiệp nặng rồi, nên cái số người đó cũng rơi vào địa ngục. Nhưng mà đừng có lầm lẫn là ác ma nhập vô là nhập vô cái người đó vừa làm phước làm thiện, không phải. Cái người nào cái quan điểm hiểu không, ví dụ mình thấy lúc mình thấy chị Tăng hư vậy, cái tâm mình khó chịu á, thì ma nó sẵn nó nhập vô. Còn lúc cúng dường mình thấy chị Tăng gì mình quan điểm cúng dường thì cái sống cùng nhóm người đó khác, chứ không phải là cái nhóm kia nhập mình tới nhập luôn, không phải. Ý như là dân trong kinh thành có nhiều nhóm, nhưng mà quan trọng nhất là cái tâm mình, hiểu không? Mình ví dụ mình thấy dụ chung sư nói thường thường vậy nè, ta nói rằng rồng cũng rồng cạn nước, mày con giờ dẫn mặt á, còn si thời vũ chó với ngươi, là nói con là giống như cái tâm mình đó, lúc bình thường để mạnh thì không sao hết, nhưng mà lúc mình nghĩ hơi chút quấy thôi là ma nó nhập vô chúng mình, ma nó nhập vô tâm mình lúc bây giờ đó, cái tâm mình, phải không? Lúc bây giờ mình hơi nghĩ cái phiền phức thôi, thì sẵn đó ma thừa cơ hội bắt luôn, nhập vô luôn. Thì là như vậy, chứ mình nghe những bài kinh đó mà nó khéo nó phụ cái sao ma ác ma như si nhập vô người này cũng dường sanh cõi trời, nhập vô người này cũng dường người sanh cũng địa ngục. Nhưng mà thật sự ra đời thì chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta phòng hộ tâm là cái tốt nhất, và chúng ta luôn luôn lúc nào mình có cái sự suy nghĩ khéo léo đó, thì cái tâm mình nó khéo léo thì nó rất là hay. Và nếu mình nghĩ nó không khéo léo thì mình rất là dễ bị rơi rớt vào những cái thế lực mà gọi là ý trợ mà không tốt, gọi là ma phi nhân đó. Rồi, giờ hỏi gì nữa không? Thực sự ra cái pháp đó nó hơi sâu quá, chứ không phải là Đức Phật ngày không cho. Lúc mà ngày Sariputta ngày mới nói trong ông cấp cô độc á, bởi vì khi á ngày nói cái bài pháp nó rất là sâu, nhưng mà chúng ta không biết chúng ta có hiểu nổi gì không. Ngày nói rằng này ông cấp cô độc, ông đừng có chấp vào mắt, hiểu không? Chấp vào mắt là gì? Mình làm phước, mình mong muốn, mình muốn có giàu sang, ngọt ngào, châu báu, tôi trai tới gái, tất cả cái đó đều là cảnh sắc thôi. Mình chỉ cần dính vô đó mình sẽ tái sanh vào cõi vào trời, hiểu không? Rồi cho đến nhãn thức là bên trong, tai và nhĩ thức, mũi và tỷ thức, miệng và thiệt thức, thân và ý thức, ý và pháp xứ. Ông giảng như vậy rồi, giảng đến đất, nước, lửa, gió, rồi thức, thọ, tưởng, hành, thức, sắc. Và đến cõi sơ thì nghĩ thiền tăng thiền đến cõi gì có phi phi thực xứ luôn. Trong cái bài kinh đó sư phụ hồng tướng sư có nói mà, là cái bài kinh đó là rất là cao mà không có nghĩ có ta trong đó, hiểu không? Nếu mình đắc được thiền sắc giới á, mình nghĩ có ta thì mình sẽ tái sinh cõi đó, và nghĩ không có ta nữa mình sẽ vượt lên. Cái gì mình nghĩ có ta là giống như mình dính chỗ đó, mình dính như đó là ái, hiểu không? Ai thì nó thủ, thủ thì nó bổ, thủ thì sanh vô chỗ đó. Nên Đức Phật Ngài nói trong cái bài kinh đó là dạy chư tăng tu thôi, hiểu không? Chư tăng tu, thuần tu á. Nên khi mà có cụ đọc nghe bài kinh đó, ổng rung rúng mắt, ổng khóc á. Thì Ngài Sariputta Ngài nói này, các cụ đọc ông ngược lên mà sống, ông chìm xuống mà chết. Thì ổng nói rằng, Phật Ngài ông chìm xuống mà chết. Nhưng mà con đã hộ truyền cho Đức Phật và các vị thinh văn đệ tử, thường thủ thinh văn đó, các vị mà nghĩa là với những cái lực thù thắng á, nhưng mà con chưa từng được nghe cái bài pháp này. Và Ngài Sa Đức Tát nói này, cấp cô độc mà pháp này được thuyết cho những vị tỳ khưu. Thì ông mới nói rằng có những người nam nữ cư sĩ mắc ít người đời đó, họ có thể nghe pháp này, khi họ nghe họ được lễ. Và tỉnh Ngài Sa Đức Tát này về bạch với Đức Phật thuyết pháp này cho cư sĩ nghe, chứ không phải lúc đó, lúc trước Ngài cũng có thuyết, nhưng mà không thuyết thuần như vậy, hiểu không? Cái bài kinh đó gì có phải thuần, bài kinh đó từ bắt đầu thuyết cho tới lúc ấy là mình không có ý là không thể nào chịu nổi bài kinh đó đó. Bởi vì là học bài kinh Trung Bộ đó rồi, đúng không? Giới cấp cô độc mà còn nhớ mà bài kinh là thuyết thuần và điều quán vô ngã hết, coi như là thuần tâm quán hết tất cả luôn. Cũng như sư nói với mắt với cảnh sắc đừng có tham, vậy tai cảnh tinh, mũi cảnh khí, miệng cái bệnh tụy, và
do nhãn xúc đó, ông sẽ giải mà đi 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 xô của tôi Đức Phật trọng lành vì Đức Phật chỉ từ hai nơi mắt, nơi cảnh sắc, nơi nhãn xúc, hiểu không? Nhãn thọ, nhãn thức, thì xúc đó là duyên, nhãn thọ là mắt mình nhìn được cảnh sắc đó, mình có cảm thọ, thì cảm thọ là cảm thọ gì? Phải ly tham. Thì đó cũng là cái pháp mà gọi là Đức Phật ngày dạng rất là cao, và ngày dạng cái đó cho như tăng tu. Nên khi ông Tốc Bồ Đọc nghe bài pháp đó thì ông rất là quan kỹ, và ông mới bắt với ngài sanh. Nhưng mà ông Tốc Bồ Đọc cũng sanh khỏi trời thôi. Dù ngài biết cái bài pháp rất là sâu, nhưng mà ông cũng không có trở thành A-la-hán, mà ngài ông cũng chỉ là chỉ vị thánh của đồ vật đó. Ông sanh lên làm vị như gì. Rồi. Ví dụ như là Đức Phật đó, có khuyên người cư sĩ mà tại gia nó sư chỉ một giữ ngũ giới thôi, nhưng mà có ngăn ngừa là mình được quyền sống hưởng dục, nghĩa là mình không phạm tội thôi, hay là mình nên cố gắng sống ly dục, nghĩa là không có dính tới ngũ trần là sắc thanh khí vị, nghĩa là tu giống như chư tăng á, tới nỗi ăn á thì cũng phải làm sao để cho đừng có cái tham ăn, đừng có thích ăn. Là người cư sĩ có phải tu như vậy không, hay là chỉ là được quyền hưởng dục bình thường? Đức Phật ngày dạy, nếu mà chúng ta đã là như vậy thì chúng ta xuất gia làm tỷ khu đi, hoặc là xuất gia làm vị tỷ khu. Tại vì chúng ta tu mức độ là của vị tỷ khu cũng người xuất gia. Chứ còn nếu chúng ta là cư sĩ mà chúng ta tu tới mức độ đó, chúng ta chịu không nổi. Chúng ta là người cư sĩ mà có chồng có con, mà mình đâu có thể nào ngăn chặn con mình được. Thành ra Đức Phật ngày dạy, cái ý của Đức Phật ngày dạy là để mình tự chọn cái phòng vị mình tu và cái cách mình tu. Ví dụ mình người cư sĩ thì năm giới mình hưởng dục lạc không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà ngược lại, nếu mà 10 giới sa di, hoặc là 220 giới bị tỳ khưu, 227 giới, thì mình thấy mình có thể giữ được hơn nữa thì mình tập trì hơn, mình tu thôi. Chứ còn bây giờ mình là cái người tại gia mà mình đã tu cái pháp của người xuất gia hoàn toàn thì không được. Tuy rằng Đức Phật ngày vẫn nói về khổ vô thường vô ngã trong pháp người cư sĩ, ngài cũng vẫn chẳng nói. Chứ mà khi mình muốn tu tập cái cách đó thì mình chọn hàng xuất gia. Ví dụ bây giờ mình làm con nữ, mình sống ly dục nó dễ hơn, đúng không? Mình muốn vậy mình sống dễ dễ hơn. Còn nếu mà là người cư sĩ mình cứ sống bình thường năm giới không phạm những tội đó là mình cũng được đắc đạo quả tới A La Hán mà. ông vua Tịnh Mạng Vương đã từng qua A La Hán mà, ông đã từng sống tới tí đắc quả A La Hán mà. Còn ít cũng giống như Quy Sức Ca đắc quả Na Hàm, nhưng cũng đâu có ông gia chủ Út Gáp đắc quả Na Hàm chứ đâu phải bình thường đâu. Không có nghĩa là như vậy, ai nói vậy thì cũng hoàn toàn. Tại vì thật sự ra, dù cho cái cận tử mình nhớ cái điều ác pháp, mình sanh vào trong phần khổ, nhưng mà ai dám bảo đảm mình khỏi khổ lâu, không ai bảo đảm hết. Không ai dám nói rằng đồng ý là cận tử nghiệp mình nghĩ đó. Mình sẽ rơi vào khổ cảnh, nhưng mà có thể mình rơi vào khổ cảnh rồi mình xuống diêm vương họ tới giữ giới không? Nói nhớ giữ giới cái sanh lên cõi trời. Không, đây xin nói của nó dối cái gì, trong bài kinh Thiên Sứ có nói rõ ràng nha. Nếu gì đâu tin cái gì dở đi, nếu mà quý vị có tâm nào rớt xuống những cái cõi cổ diêm vương hỏi có giữ giới không, nó có vậy sanh lên kia. Có tam quy ngũ giới không, nó có. Có bố thí cúng dường, nhớ tâm thiện sanh lên lên trên nè. Nên sự đó mình bắt tông nó rằng giọng cái chài cái niệm Nam Mô Di Đà Phật cái sanh một xẹt. Nhưng thật sự ra Phật giáo cũng nói vậy, chỉ cần diêm vương hỏi vậy chứ có giữ giới không, nói cũng nhớ giữ giới sắp sanh vậy thì tâm thiện nó cho tâm quả sanh lên nè. Nó đâu có khó gì đâu, không có gì đó. Hỏi có những thọ tâm quy cho nó, có thọ tâm quy, nhớ quy Phật cái tự nhiên cái tâm mình sanh lên. Tại vì dưới cõi khổ là tại sao? Liên tục những cái tâm thanh thức khẩu khổ, nghe. Liên tục tâm thanh thức khẩu khổ, không gián đoạn. Tại vì dụ sư hỏi quý vị nè, quý vị đi vô nhà lửa cháy thì quý vị có thân gì? Thân thức khẩu khổ.
phải không? Bây giờ quý vị vô cái toàn là rừng gai không, đâu cũng gai đâm hết, những gì có thân tức vào khổ chứ làm gì có thân tức vào lạ, không bao giờ có hết á. Nhưng mà khi vuốt xuống diêm vương, bước vô diêm vương hỏi vậy, nó giữ giới, có tu thiền, có bố thí cũng vừa thôi, mình nhớ mà sao lên cõi trời nè, nó đâu có ở dưới đó. Dù trước đó là cái tâm cần tử, nếu ai nói, sư đồ nói sư đăng nói vậy đó, nếu ngài không tin, ngài cứ dở lại kinh thiên sứ, có bài vậy không? Rõ ràng vậy mà. Chỉ còn bây giờ cái gì không làm lành mà nói cái gì chết, mình xuống dưới diêm vương hỏi cái gì, không nhớ gì lành nữa, chắc chắn là kêu, dùng cái vô đây. Chỉ có dục vô thôi, chứ không có các đường trời rồi chạy lên khỏi hết á. Rồi, hỏi đi. Nhưng mà hỏi ba câu nữa rồi, bây giờ sư mà đâu sẽ cảm thấy đau rồi. Đi cho hỏi ba câu nữa. Không, cứ hỏi đi. Cứ hỏi đi, sư quan hỷ mà. Đi cho hỏi ba câu nữa, đi trả lời ba câu nữa. Ở trong kinh cũng có mô tả như thế này không? Khi mà cái trái đất gần cái thời kỳ mà quại á, chư thiên họ hiện ra, họ nói rằng trái đất gần quại, cái đầu mình nỗ lực mình tu thiền, mình sanh lên cõi khác. Còn nếu không á thì những chúng sanh mà không có tu tập được sanh cõi khổ. Thì trái đất gần quại giống như mình chết thì thôi, có gì đâu. Mình chết thì con dung con lại, con sáng đổ trong cơ thể nó phải tìm được đi chứ, nó đi đâu đi, mình đâu có giữ nó, quý vị đồng ý không? Quý vị đừng nói sư trong bụng, quý vị không có lại, sáng là trong đó nghe. Trong răng không có xong đồ, quý vị đừng nói sư không có, quý vị sanh ở trong thân quý vị nha. Có không? Có mà. Ông tin đi siêu âm thôi, trong bụng người nào cũng mới sáng đó, quý vị chết nhưng sáng chạy đâu. Nó chạy thương nghiệp nó thôi. Thì giờ cái đất còn quỷ á, mình cũng chạy thương nghiệp mình thôi. Mình có thiện nghiệp thì mình sanh lên cõi trời, nếu ấy đắc thiện sanh cõi âm thiên. Tại vì lúc bây giờ chư thiên hiện ra nói á, mình nỗ lực mình tu tập. Ở trong kinh mô tả là những người trong quá khứ á, mà đã từng tu thiền rồi, khi mà chư thiên nói gì mà tu thiền, họ đắc thiền rất là mau. Trái đất này có hoại rồi cũng có trái đất khác thôi, không có sao đó, có gì đâu sợ. Giống như mấy con dung lãi thì nó chết rồi mình tỉa ra dính đâu đó rồi mốt nó có khả năng nó sanh trở lại nữa thôi chứ cũng chạy đâu khỏi. Quý vị đừng nghĩ rằng Đức Phật ngày đã sanh ở trong những cái đất trước kia rất là xa. Tại vì khi mà nói đến 28 vị chánh kiến tri đó là cái trái đất này chỉ có 5 vị chánh kiến tri thôi. Đức Phật Vipassi, Sĩ Khi, Vissapho, Kassapa đó, Đức Phật Gotamana, Câu Lan Hàm Mô Ni đó là có 5 Đức Phật ở trong trái đất này thôi. Từ Đức Phật Câu Lan Hàm Mô Ni, còn Đức Phật Vipassi, Sĩ Khi là trái đất kia trước nữa. Vissapho và các cuốn sông Thái là trái đất khác nữa. Rồi Đức Phật Câu Lan Hàm Mô Ni, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Gotama, Đức Phật Mettiya. Trước đó một Đức Phật nữa là 5 Đức Phật trong trái đất này. Thì Đức Phật đã tu rất là nhiều cái đất trước kia kìa. Quý vị hiểu không? Rất là nhiều cái đất trước kia nữa, chứ không phải cái đất này. Không phải là ngày tu trong cái đất này, ngày thành Phật trong cái đất này, không phải. Ngày đã trải qua 28 vị chánh kiến tri. Mà một cái đất có nhiều kia, có một vị Phật thôi. Một cái đất thì có một vị Phật xuất hiện, có một cái đất có hai vị Phật. Cái đất của mình là tốt nhất là có 5 vị Phật ha, là hiện kiếp á. Chứ còn cái đất có nhiều kia, có một Đức Phật, có nhiều cái đất không có Đức Phật luôn. Không có Đức Phật là có chúng sanh nhưng mà không ai thành Phật hết, không có người thành Phật. Như vậy thì trái đất nó cũng nói vậy thì chưa kể cho nghe, giờ thì hiện này Đức Phật cái Phật tu Bảy A Tăng thì phát biện trong tâm, chính A Tăng bị phát biện ra lời hai chữ là Bảy A Tăng, bốn A Tăng kỳ thọ ký là hai chữ A Tăng kỳ, hai chữ A Tăng kỳ là con số 1 chứ 140 số 0. Mà tới giờ mình luân hồi quá rồi, mình luân hồi hơn Đức Phật nữa. Chỗ nào mình cũng tới, bây giờ mình vẫn còn ngồi xuống lấy cái này sợ gì. Nói vậy thì con thấy luân hồi lâu lắm rồi, con không biết tới Đức Phật Mấy Đi Giá có giác ngộ không, nếu không có mốt mấy sư ở trời thì Đức Phật Mấy Đi Giá đó giờ từ Đức Phật Vô Tâm Ma mình chạy ra đây được. Còn chạy đến sau thì Ma Vương thành Phật, Vua Ba Tư Nạc thành Phật, Mượn Tượng Mấy Đi Giá Cá thành Phật, mà biết đó lúc đó mình có thành gì đâu. Hay là mình dám chạy tới đó luôn. Chuyện không cần lo, hiểu không? Nói cho biết thôi, chứ còn không cần lo, hiểu không? Trên đất nó có hoại, giống như mình chết rồi, mình sợ không? Sợ gì? Chết thì sanh chỗ khác, chứ đâu có chết, đâu có sanh đâu.
bà chết không xong gọi như biết bạn tội của tôi. Rồi gì nữa hỏi nữa không? Rồi thôi cái gì không hỏi, tại vì nãy cho tôi tê bây giờ sẽ thấy nó hơi đau đau rồi, thành ra thôi giờ hồi hướng.